bán vừa rồi Camui và Simi. À nhập nhập. Nói gì? Ván vừa. Tôi là em xin lỗi chị Sami, em chân thành xin lỗi chị. Dạ em cúi em đây, em cúi đầu xin lỗi chị. Dạ lỗi tại em ạ. Kêu xin chào các bạn, mình là Camui TV đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình đây. Trước khi xem video, các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên cú chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho Hero Team bọn mình nữa. Và các bạn ơi, trong khi xem này, nếu các bạn thấy quảng cáo thì các bạn xem các mẫu quảng cáo từ 5 đến 10 giây để các bạn có thêm tiền mua cà rốt để ăn sáng nhá. Ok, và chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và từ nãy này Sam ơi, bên này là ranh giới màu hồng của chị em, đừng có sang bên này nha. Tự nhiên lúc nãy đi qua bên này làm gì vậy? Trời ơi, người ta qua thử qua được không? Chia gì bắt người vậy? Tự nhiên chia ra hai bên làm chi vậy trời? Đúng rồi, cái này chia ra hai bên cái này, nhưng mà thật ra vẫn sang được các bạn ạ. Và hôm nay Camui sẽ chơi một con map giải mã, nhưng map giải mã này rất là khác biệt so với những con map giải mã bình thường. Khác biệt ở chỗ nào? Đó chính là chúng ta sẽ chia thành hai team, và hai team này một team là team hồng, đó là bên này sẽ là bên chị nha, còn bên em sẽ là bên xanh. Và hai bên này mặc dù là đối lập với nhau nhưng sẽ bổ trợ cho nhau, tức là bên chị muốn giải mã thì phải nhờ qua bên em, nên là sao ơi, nãy giờ chị đùa đấy. Ok, vậy lúc mà muốn ra thì có tôi đúng không? À, thì ai mà phải có lần giao đúng không? À, thì đúng rồi. Ok, và bây giờ thì Camui sẽ chọn đội màu hồng và sau đó Sami sẽ chọn đội vào xanh. Và tạo lúa thì Camui sẽ đổi đội, đó chính là Camui chuyển sang màu xanh và Sami chuyển sang màu hồng. Xem là thử xem cái độ khó của nhau nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, và bây giờ thì Camui sẽ vào đây. Đó, vào đây là đã xác định đội là không thể ra được nữa này các bạn. Đó, không ra được nữa luôn. Đúng rồi, nhốt luôn. Và cái map này là map giải mã của Trung Quốc các bạn ạ. Và bây giờ thì Sam ơi, tìm hộ chị cái gì để lên trên kia ơi. Tìm đi. Này đúng không? Đúng rồi nè, cho vào xương. Trời ơi, tự nhiên thất bỏ thứ quăng dưới đất rồi. Thôi mà, xin lỗi mà, thương mẹ. Đây này, lấy xin đi cho xin. Ủa được 3 cái luôn hả? Ba cái kìa, 1 2 3 kìa. Ôi sao, không ý chị là sao tìm nhanh dữ vậy? Đó, tìm đồ mà chị. Và muốn giải mã cái map này các bạn thì chúng ta cần phải có sự kết hợp của hai bên như vừa rồi đúng không các bạn? Đó chính là vừa rồi là Sami tìm cái bờ lốc này cho Camui để Camui lên đây. Đó, tìm được cần gạt. Và bây giờ Sami. Đó, và tiếp theo là bây giờ Sami đúng không? Sami muốn gọi là đi qua đây không em? Muốn qua không? Ui, không qua được. Ủa, dữ vậy? Một cái cần gạt này có mở được hai cửa mà em? Ui, được luôn hả? Mới biết luôn nè. Ok. Mình mới chơi mini world các bạn ạ. Mới chơi à chứ đâu. Rồi, đây là một cái trường mới các bạn ạ. Đó, và đây này, đó thì chúng ta sẽ thi xem đó ai sẽ là người tìm ra cần gạt trước tiên nha. Thi nha. Nhanh lên đi. Cái cần gạt thì nó sẽ là ở trong dưới những cái block này thôi. Đó, nên là bây giờ ai đi trước này tìm được dương trước thì người đấy sẽ là win nha. Yo! Chị thấy. Ai là người đặt trước? Em nhanh dữ vậy. Ok. Để các bạn ơi, ván vừa rồi Camui và Simi à nhập. Nói gì? Ván vừa. Tôi thắc mắc. Dạ em xin lỗi chị Sami, em chân thành xin lỗi chị. Dạ em cúi em đây, em cúi đầu xin lỗi chị. Dạ lỗi tại em ạ. Camui và Sami thì là Camui đã chiến thắng Sami nha các bạn. Còn ván tiếp theo sẽ là gì đây? Ván tiếp theo này. Ui sao nhìn chỗ em. Ui sao thấp vậy? Khổ dễ sợ luôn. Và chị cũng biết là kiểu gì cũng là chị sẽ phải tìm một cái gì đó ở dưới này rồi nè. Bây giờ thì chúng chơi thôi em. Chị thấy em luôn nè. Nãy chị thấy em luôn á. Ok, xuống đây rồi. Chị tìm được rồi Sam ơi. Sam đâu rồi? Đây nè, em lọt cái này em nè chạy. Rồi em lên rồi. Xuống đây đúng không? Đây chị đặt 8 cái dây leo cho em này. Đó, hình như leo 8 cái theo ở theo chị giả thiết nha, cái dây leo này thì chắc là bây giờ em rơi xuống phía dưới, không chết đúng không? Thì em rơi xuống phía dưới, sau đó sau khi ở đằng kia chắc là có cần gạt đầu kia kìa. Tại vì ở đây bên này là chị không có cái cần gạt nào rồi thì em sẽ sử dụng cái dây leo đấy để leo lên. Thử dùng coi. Ui. Rồi có cần gạt không? Có hả? Bây giờ trời ơi hay quá trời. Bây giờ leo lên đi. Leo lên đi. Ghê. Các bạn ơi, thật ra cái thao tác vừa rồi các bạn nhìn có vẻ sao nó sẽ là dễ, nhưng mà thật ra nó khá là khó các bạn. Làm sao để mà vừa lên cái mà đặt
được cái dây leo mà lên thẳng tuột như Sam, thật sự là rất là đỉnh luôn đó mọi người. Còn bây giờ thì Sam có cần gạt chưa? Rồi ok. Rồi đó. Rồi em, rồi em, rồi em. Mời chị mở. Ok. Ơi rồi, chị em tốt bụng với nhau thế. Khi mà Camui thấy cái dương ở giữa này là Camui biết là chúng ta tiếp tục lại phải trao đổi cái đồ gì rồi. Sam ơi, đi tìm đồ gì đúng không? Cái và chị theo. Theo chị nghĩ là ở đằng kia nó sẽ Chết luôn rồi. Từ nãy đến giờ các bạn ạ, Camui thấy để ý có vẻ như là Sammy khá là khổ sở các bạn. Tại vì hình như là không phải đội hồng, hình như là được có một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Còn đội xanh có vẻ như là sẽ là vất vả hơn đó mọi người. Chỉ vì đội hồng từ nãy giờ chỉ việc ngồi đấy thôi mà. Sao không chị? Màu hồng là con gái, màu xanh là con trai. Thấy chưa? À, ra vậy thì ra tức là ở trong đây là Sammy là con trai hay cho mọi người, còn mình mới là một cô gái đích thực đó. Còn bên này là chị được cái gì đây? Ồ, khối mô hình này hả? Ờ, vậy là biết là chúng ta phải đặt vào đâu rồi các bạn. Đặt vào chính cái chỗ này này. Một này, ok. Hai này, ok. Trời ơi, sao nó dễ dàng dữ trời. Ôi trời ơi, tự nhiên nó sẽ chúng ta lên rừng, lên núi, ăn cắp sú, cắp he, bà cắp mua chứ đặt cái rồi. Sao vậy? Xéo, sướng. Đó, ok. Ui, vẫn còn bàn nữa hả? Như con nhiều vậy? Trời ơi, tôi ghét. Bây giờ làm gì đây? Em đó chị, em đi tìm nó chị. Đúng rồi. Đó, bây giờ em ngồi đi tìm nó, còn chị ngồi chơi xơi nước đi chị. Đúng rồi. Thì chị đang chờ mà. Chị đang chờ mà. Cố lên sao? Chị tin em làm được. Chị tin em làm được. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc là sao có cái cầu thang ở đây, lên đây làm gì ta? Chắc chắn phải có gì đó. Thử giải mã đi. Sam ơi, chị đang bay. Sam, chị đang bay. Ủa, sao bay được kìa? Hay không? Thằng làm như tôi không biết bà nội. Ok. Hello Sam. Cái gì vậy? Có hack đâu. Cái này là người ta cho mình đi nè, người ta cho mình đi thoải mái luôn nè. Rồi hiểu không? Chị có mơ hiểu không? Là chị leo đầu lên cổ em ngồi ấy chị. Đó, ý nghĩa đó là vậy đó. Sao bà làm gì mà leo đầu lên cổ tôi ngồi gì bà nội? Rồi. Ok, bây giờ thì mở đi. Sao xuống? Vậy sao xuống? Mở đi, xuống được mà. Nè. Cái cầu thang này để đi lên đó, cầu thang này đi xuống này. À, rồi. Bên con gái sướng thật sự luôn các bạn. Trời ơi. Ok, tạo nữa thì các mối sẽ thử đổi. Ủa gì? Ủa sao win rồi vậy? Tôi thấy rất là bất công nha, tôi thấy bất công. Nhưng mà tôi làm hồi vậy. Ok, vậy thì nếu mà Sammy thấy khó khăn quá đó thì bây giờ Camui sẽ chuyển sang đội xanh, còn cho Sammy đội hồng để Camui xem thử xem là cái độ vất vả của Sammy như thế nào. Một con bé cứ than lên than xuống rồi bảo này bảo nọ nha các bạn. Ok, bây giờ chúng ta đổi đội thôi, let's go. Ok, bây giờ Camui đã tại trận mới rồi này. Đổi đội nhá. Đến đời của tôi rồi, bây giờ tôi đang chơi xoay nước thôi, bà biết đó. Rồi vô liền rồi, đến thời của Sam rồi các bạn. Ok, và bây giờ là Sammy muốn tìm mấy đúng không? Muốn tìm bà lớp đúng không? Chơi đã. Ok. Thôi làm với chị. Dạ ngồi okay. Chơi đã. Ok em, đơn giản đấy. Chưa gì chị đã tìm được hai block này, có gì đâu khó lại. Đây, ba block luôn rồi. Trời ơi. Tưởng Sammy các bạn ơi, các bạn cứ tưởng Sammy phải mở hết tất cả đống dương này xong rồi còn chơi mini war, còn một cái trò đó chính là giấu ở phía mấy cái phía block đằng dưới này xong rồi ấn chữ sắp xếp rồi là mới lên á. Ai ngờ đâu luôn ở ngay trên cùng mà Sammy cũng than. Trời ơi. Bây giờ làm đi. Mới ban đầu thôi bà nội, đằng sau qua bà khổ không? Ghê. Ok, làm đi, giờ làm đi. Việc của em đấy. 1, 2 này, 3 này, đó. Rất nhẹ nhàng, chỉ có lấy và đặt. Trời đất ơi, sướng quá mọi người ơi. Các bạn ơi, cái này như kiểu là Camui và Sammy đổi camera á các bạn. Nhìn hay thật sự. Ok, đây là đó, Sam. Đặt đi. Mở đây. Đó, rồi bây giờ đến solo nha. Rồi, gì nhanh vậy? Từ lúc nãy Sammy thấy dương ở đâu ấy nhờ? Sammy thấy dương ở đâu mọi người nhờ? Bà nội lương đâu vậy? Ai biết? Rương này khác bên này nha, rương bên này khác bên kia nha. À đây. Ê, Sam ơi. Sam ạ. Sao em vẫn chưa thấy vậy Sam? Trời ơi, là trời ơi, Ê, tính ra nó mở từ nãy luôn rồi á Sam? Ai biết, trời đất ơi. Đó, và các bạn ơi, các bạn thấy không? Cái này là do trình độ rồi chứ không phải là do cái vấn đề gì đâu các bạn. Rõ ràng là bên kia Camui màu hồng và Camui vừa thắng Sam. Và sau đó hôm nay Camui sang màu xanh thì Camui vẫn thắng Sam. Ôi. Hôm nay gì đây? Sao nó tuột xuống vậy chị?
sao chưa gì đã xì sớm cho em, tự tìm đi nhá, tự tìm đi, chị không tìm hộ đâu. Ủa, em vui ơi, chị ở bên này có tìm đồ hả? Có mà, em phải tìm cái dây leo cho chị thì chị mới đi qua được chứ. Quần, trời ơi, sao nó tuột hoài vậy chị? Rồi sao cái gì nó cũng tuột, tuột tiếp lẹ, rồi ơi. Ủa, sao nó khó dữ vậy? Đó, em bảo là chị chỉ việc ngồi chơi xây nước xong em làm tất mà, ôi trời ơi. Ủa, nó bậy hết hả? Đâu có đâu, còn chỗ mà các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái chỗ mà có thể tìm được dây leo lúc nãy Camui tìm không? Đó, Camui cho các bạn 3 giây nha. Ok, 3, 2, 1. Còn cái chỗ kia thì nó là cái chỗ kia kìa. Chỗ kia kìa sao? Chỗ kia kìa. Kia kìa. Ừ, nó đó. Tính ra cái ô đấy em bỏ quên luôn á. Trời đất ơi. Ok, cho xin dây leo nè. Xin chào cưng. Quá cho Camui nữa một cái nhé. Mà leo đi, mà leo đi. Bạn ơi, mình không biết bắt quên một tường. Bạn ơi, cho mình xin với. Nếu mà là xin thôi thì sẽ là câu chuyện khác đó. Rồi, cho chị cái nữa. Chơi đi. Rồi, cho xin thêm đi. Một, chúng ta cần bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho chị 6 em ơi. À đây, xin nha. Đáng yêu thế, đúng không em của chị? Rồi, ok, nhảy sang nào. Hay, ok. Ôi giời ơi. Nhảy xuống không mất máu à? Không, bro nhảy sao mất máu được. Ok, đặt lên nè. Ôi, ê, tính ra chị lên còn mượt hơn sao em lúc nãy á Sam? Ok, mà em cố sang bàn tiếp theo. Màn tiếp theo này thì làm thật ra thì lúc nãy mình có gọi là nhòm nhòm ý mọi người. Nếu cái gì mà nhòm con lên là nếu mà Camui không nhầm á thì cái cần gạt nó ở cái ô này đúng không ta? Không phải cần gạt mà là ba cái ô đấy. Trời ơi, các bạn này. Camui kiểu Sammy cứ nghĩ là đến màn cuối là Camui sẽ bị hành hạ này, Camui sẽ bị gọi là lửa cháy này, Camui sẽ được là nóng bỏng này, nhưng mà không các bạn ạ. Sammy sai rồi sao mà. Ok, bây giờ chị làm gì nhỉ? Nhảy. Ủa, hình như ở đây có phải có cái rương mà đúng không ta? Ủa, chị lắc em lắc. Hình như hai tụi mình đều lắc. Chị, ủa cái rương đâu rồi, mất rồi. Ủa chị quăng qua em lấy được không? Quăng được. Ok. Được. Ủa nhưng mà rõ ràng là có cái rương mà ta. Ủa các bạn, Camui lắc hay là Camui nhớ là lần trước là hết bên lúc mà Camui còn đội hồng là có rương mà đúng không ta? Ba ngồi đúng không? Tôi chắc luôn. Ủa thì đúng không? Lần trước chị em mình đưa qua nhau là cái rương mà. Đúng rồi, có mà ta. Thì ok, bây giờ Camui mở lại đến màn cuối cùng này. Màn cuối cùng thì thật ra lúc nãy lúc mà chị leo lên á, xong rồi chị nhảy sang á thì chị lại thấy là ở trong cái góc này là sao? Hello. Ủa trên đây có block tàng hình à? Có mà. Ôi, thích nhở. Lúc nãy Camui chị cứ tưởng là kiểu không có block tàng hình á, nên là chị nhảy thôi. Đi thôi mọi người ơi, let's go. Tôi cứ chịu đắng cay ngọt bùi xong mà qua bà biết hết cái trick xong mà qua bà lầy bà lấy đồ dễ dàng dữ vậy. Trời sao lỗi dữ vậy? Trời đất ơi. Cái này người ta biết chọn lọc trước hiểu không? Ai chơi trước chơi sau thì người ta chơi khôn thì người ta được thế hiểu không? Ok. Và các bạn ơi, và các bạn có thấy cái map này thú vị không? Và thật sự luôn, cả Camui lẫn Sammy đều thấy cái map này rất là thú vị luôn. Cái này vừa gọi gì ta? Vừa nâng cao tình chị em. Đó, có hả? Ủa, có mà. Có nâng cao tình chị em, thật mà. Ok, vừa nâng cao tình chị em mà vừa tích hợp giữa giải mã giữa hai người luôn các bạn. Và thật sự luôn, map này rất là hay. Tuy nhiên thì hơi tiếc một điều đó chính là con map này thì nó hơi ngắn á, hơi buồn. Nhưng mà không sao các bạn ạ, có map chơi là vui rồi các bạn ạ. Camui hy vọng là sau này mà nếu mà có cái bạn nào mà làm một cái map kiểu hay như thế này nhưng mà dài hơn, thật sự map đấy rất là tuyệt vời luôn các bạn. Ok, và các bạn ơi, và video của Camui đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên chuông để luôn nhận được thông báo nhá. Và đừng quên ủng hộ cho hết team bọn mình nữa. Và video của Camui đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye, cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.